Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 2 của Serie A, trận đấu giữa Roma và Juventus. AS Roma sẽ trở về thi đấu trên sân nhà ở vòng 2. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch Juventus tại vòng đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia Italy năm nay. Roma làm khách đến sân của Verona. Tỷ số không đều chung cuộc chỉ đem lại cho đội chủ sân Olimpico một điểm. Đón tiếp một Juventus đang có phong độ rất cao sẽ là thách thức cực lớn với Roma ở vòng đấu thứ hai này. Ngược lại Juventus đã khởi đầu mùa giải với chiến thắng 3-0 trước Sampdoria. Cristiano Ronaldo như thường lệ vẫn tỏa sáng và anh chính là người ấn định tỷ số của trận đấu. Dù có yếu tố sân nhà nhưng với phong độ bất ổn khả năng Roma sẽ mất điểm trước Juventus. Bản hợp đồng lớn nhất mà Juventus đã mang về ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua là Arthur. Tân binh trị giá 72 triệu euro không ra sân ở trận đấu trước và nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận đấu sắp tới. Ronaldo vẫn là kỳ vọng lớn nhất. Việc Morata đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để gia nhập Juve cũng là tín hiệu đáng mừng cho hàng công của huấn luyện viên Beklo. Bên phía AS Roma cũng mới mang về một gương mặt đáng chú ý, Pedro là cái tên mới đến từ Chelsea và đã đá chính ngay trận đầu tiên. Tuy nhiên trong trận hòa Verona, em Kiktarian đã phải đá tiền động cắm, nhưng khi Zico bình phục chấn thương thì anh sẽ được trở lại tiền vị trí tiền vệ quen thuộc của mình. Juventus đã 3 lần giành chiến thắng trước Roma và họ thất bại hai lần qua 5 cuộc đối đầu gần nhất. Phong độ trong thời gian gần đây tương đối ổn định, Roma đã bất bại 4 trên 5 trận đã qua, còn Juve đang sở hữu 3 trận thắng liên tiếp. Thưa quý vị các bạn như vậy thì liệu trận đấu này Juventus sẽ chấp Roma 1 phần 2 trái. Juventus đang có phong độ cao với 3 chiến thắng và chỉ thủng lưới có 1 lần ở 5 trận đã qua. Hàng công của họ nhiều khả năng sẽ có thêm sự góp mặt của Morata ở trận đấu sắp tới. Sự hưng phấn có thể sẽ mang lại cho thầy trò Piccolo 3 điểm ở trận đấu trên sân Olimpico. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu trận này là 2-3 phần 4. Những trận đấu gần đây của Juventus đều xuất hiện khá nhiều bàn thắng. 4/5 trận gần nhất có tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Ba lần đối đầu gần đây của Roma với Juve cũng có thế trận cởi mở và dự đoán trận đấu này cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng tôi cũng nhận định rằng Juventus sẽ vượt qua Roma với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.